Em chào thầy, hôm nay em sẽ nhờ trình bày bài tập dùng mẹ LCD. Em sẽ dùng đầu tiên sẽ dùng mặt 4 bức. Em sẽ sử dụng con bức 16F 87. Sẽ em vô phần cố 4 bức. Rồi em sẽ bắt đầu khai báo con bức 16F87 xung CK 20, em khai báo các biến của các trang của con bức và khai báo thư viện LCD đi bộ bức có sẵn. Em sẽ khai báo họ tên để ký cho khai báo họ tên để ký cho mặt cho trang rồi lên mẹ LCD rồi vô vòng chính. Em sẽ khai báo ngõ ra và khởi tạo mẹ LCD. Và em sẽ ra là mẹ LCD viết cho cái dòng thứ ba của LCD có tên. Mẹ em sẽ cho tên nó chat. Tên nó chat. Và em sẽ dùng điểm đếm này tại vị trí hàng thứ hai của LCD. Và cái mẹ sẽ sinh viên này hết hàng thứ ba. Và em sẽ cho đến một đến 60 giây đến và vào biến đến trên LCD. Và em sẽ go to đọc và em sẽ mô phỏng trên bộ tớ này gồm mô phỏng gồm cho 16F cái tài lại đó là không em biết là tại LCD và tạo xung. Em sẽ bỏ cô vô sáng. Em sẽ cho hiện tên và cho tên nó chạy từ phải qua trái. Khi tên nó chạy xong thì em sẽ cho hiện là một số sinh viên và thời gian đến hết 60. Đến hết 60. Xin mời anh hãy cho em thay đổi nhé.